trời xui khiến ta gặp ngay một kẻ ăn mày làm ơn chứ không nhà không cửa, không, không họ hàng thân thuộc, đang đi lang thang. Ta liền ra tay giết chết hắn để làm xác không đầu chôn tại nhà người ta. Tha mạng cho tôi, đừng đừng giết tôi, tha mạng cho tôi. Sau khi mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch ta đã tính toán, thừa lúc Kỳ Tài đang bị giam trong ngục, đêm khuya ta lẻn vào sân nhà Kỳ Tài, đào xới đất tráo vàng dành chôn xác nạn nhân Lam xuống, gây kinh động dân chúng. Sau đó ta tìm một kẻ giả làm đệ tử để nhiễu loạn dân chúng và hạ thấp uy tín của Trang Trung đại nhân. Phu quân, mời chàng dùng trà. Nàng để đó đi. Cuối cùng thì vụ án cũng đã kết thúc. Mạnh Cang cũng đã nhận hết tội lỗi và ăn năn hối lỗi việc làm của mình. Sao chàng có vẻ trầm ngâm sốt ruột sau khi trở về từ nhà ngục? Hắn đã thấy được việc làm sai trái của hắn và hắn đã nhận tội. Sớm mai tại công đường ta sẽ xét xử tội trạng và dành cho hắn một bản án thích đáng. Như vậy thì sao chứ? Những nạn nhân vô tội của hắn có sống lại được hay không? Còn những cha mẹ bỗng dưng mất con, những gia đình bị mất đi người thân thì sao? Họ phải chịu đựng nỗi đau mất mát này quá lớn. Thiếp hiểu tâm tư của chàng. Còn xác của nạn nhân nam chôn trên đất nhà Kỳ Tài là ai vậy phu quân? Cũng là một nạn nhân của tên Mạnh Cung. Hắn đã khai nhận tất cả. Minh Hữu và Dương Võ cũng đã gọi người thân của nạn nhân đến nhận dạng và mang xác về chung. Hình ảnh của người nhà ôm xác gào thét khiến ta không thể nào nguôi ngoai, dù là ta đã phá được án. Nếu như trên đời này con người đối xử với con người bằng sự bao dung và lượng thứ và xóa bỏ mọi hận thù thì hay biết mấy. Như vậy sẽ không còn cảnh trả thù vô tội dạ khiến cho thảm cảnh xảy ra, và sẽ không còn xảy ra những người vô tội chết một cách oan ức. Chàng cũng nên giữ gìn sức khỏe để sáng mai lên công đường xét xử sớm. Ta biết rồi. Cảm ơn nè. Mạnh Cung, vì ngươi đã quá hồ đồ nông nổi cho nên ngươi đã trách lầm bản quan. Bản quan hành sự chí công vô tư, ai có lỗi thì phạt, ai có tội thì trừng trị, quyết bảo vệ cho dân lành, không để cho ai chịu quan sai áp bức. Dù ngươi biện minh là trả hiếu cho cha, nhưng ta không thể chấp nhận được. Khi ngươi giết chết hai mạng người vô tội và đã dàn dựng một câu chuyện quan đường, lợi dụng sự mê tín trong dân chúng để mưu cầu mục đích cá nhân của mình, tội rành rành ra đó, ngươi có còn muốn nói gì nữa không? Tiểu nhân có tội, thật hổ thẹn với vong linh của thân phụ. Xin đại nhân hãy khoan hồng cho tiểu nhân một cơ hội để làm những việc thiện bù lại những tội lỗi của tiểu nhân. Ta sẽ tố lên hoàng thượng tất cả những tội lỗi của người. Lính đâu? Dạ. Giải hắn đi. Dạ. Đi, đi. Còn Lá Buôn? Dạ, dạ, dạ.
Dạ xin đại nhân tha tội chết cho à. Dạ. Ngươi là tên láo cá lười biếng, tham lam, thích ngồi không ăn bát vàng mà hưởng lợi, lợi dụng sự mê tín của dân chúng để kết cấu với kẻ xấu, lừa đảo. Tội này không hề nhỏ. Dạ 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 xin đại nhân tha mạng cho. Dạ xin đại nhân tha mạng. Dù gì tiểu nhân cũng biết lỗi nên đã khai hết rồi, xin đại nhân tha mạng cho. Dạ. Nhờ ngươi cũng biết quay đầu nên ta nương tay không phạt nặng 20 hèo cho tội ăn gian nói dối. Dạ. Sau đó Minh Hữu hãy sung hắn vào đội lao dịch để cho hắn biết quý trọng giọt mồ hôi lao động để kiếm cơm. Dạ. Lĩnh đâu? Dạ. Phạt cho hắn 20 hèo. Trần đại nhân thiệt là tài tình, ngài xử có tình có lý như vậy thì ai mà không nể. Tên thầy pháp lừa đảo đó đó, vậy mà mình tốn rất là nhiều lễ vật cho hắn nữa. Ai biểu mình mê tín nghe theo mấy lời của ổng. Thôi, mọi người hãy bỏ qua hết đi, coi như đây là một bài học sâu sắc cho tất cả chúng ta. Hãy nhớ, thói mê tín là một trong những hủ tục cần phải loại bỏ. Đừng bao giờ tin một cách mù quáng vào những điều đồn thổi vô căn cứ, để cho kẻ xấu lợi dụng mà làm hại chính bản thân mình. Mời được. Quan cho thiếp quá, thiếp không có. Không có hả? Ngoại tình à? Vũ ơi, Vũ ơi, Vũ. Nè, có chuyện gì mà ầm ầm vậy Lệ? Lệ, mày làm gì mà mặt mày tái xanh vậy? Mày ở trong phòng mợ mới ra phải không? Dạ dạ. Mọi người ơi, cứu mợ đi. Con thấy mợ khóc la dữ lắm luôn á. Sao lạ vậy? Cái gì mà lạ vậy? Hồi nào tới giờ cậu với mợ có bao giờ to tiếng với nhau đâu. Dạ. Vũ, hay là để con lên trên đó coi thử sao? Ờ, đi đi đúng con rồi, đúng rồi. Chị tại đi, vì đi. Giống như là có đánh nhau xô xát gì trong phòng của mợ á. Ờ, đi đi, đi đi chị. Dạ dạ, dạ. Nguy đi rồi đi. Nguy rồi mọi người ơi. Giống hả? Như là giống như cậu sắp giết mợ tới nơi vậy đó. Hả? Cậu chửi mợ sùm quá trời quá đất luôn. Xong rồi bỏ đi rồi. Vậy nữa hả? Rồi mợ có sao không? Con thấy mợ khóc la quá trời luôn. Rồi cậu còn tát mợ mấy bạt tay nữa kìa. Trời, nhìn cậu hung dữ lắm. Lệ. Dạ. Mày hầu hạ bên cạnh mợ, mày không biết chuyện gì sao? Dạ dạ, con đâu có biết cái gì đâu. Con thấy mợ vẫn bình thường trước khi mà đi đón cậu mà. Mợ con không có than vãn gì hết. Chuyện xảy ra từ khi cậu về đó. Ừ. Ờ hen. Hay là cậu ghen mợ? Tại vì hồi nãy á, con có nghe loáng thoáng là cái gì thằng kia rồi con kia rồi lăng loàn rồi phản bội rồi gì nữa. Nè nè. Dạ. Đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Mợ là người đoan trang thùy mị hồi đó tới giờ, làm sao có cái chuyện ghen tuông được. Có chuyện đó sao? Hèn gì, hôm qua sau chuyến đi buôn đường dài trở về, cậu kêu tôi ra hỏi đủ chuyện á. Ờ, ông cũng hỏi con nữa nè. Ông kêu con ra hỏi đủ thứ chuyện luôn. Ngay cả giờ giấc của mợ đi tới đi lui cũng hỏi con nữa. Ờ. Con nè, hồi sáng á hả, cậu cũng tra hỏi con quá trời luôn á. Sao kỳ vậy ta? Tôi cũng vậy luôn á. Trời đất ơi, tôi cứ tưởng là cậu chỉ hỏi bình thường thôi. Ai ngờ, cậu ông hỏi, ông dặn, ông bẻ đủ thứ hết trơn á. Con cũng vậy. Mà hồi nào tới giờ, cậu đâu có thắc mắc mấy cái chuyện này đâu. Hay là bây giờ cả đám người làm mình đi lên làm chứng cho mợ. Không lẽ cậu không tin sao? Không, con nghĩ chắc là do cậu sai quá đó. Không có đâu, cậu còn tỉnh đó. Bây giờ cậu mới đi uống rượu nè. Lẹ à. Dạ. Hay là bây giờ mày lên mày coi mợ có sai biểu gì không con? Ừ, dạ, ha. Dạ. Thôi, thôi. Hãy để cho mợ yên tĩnh. Còn chuyện của gia đình chủ, chúng ta là phận kẻ ăn người ở. Nhắm mắt, bỏ qua ngoài tai đi. Dạ. Ừ, đúng rồi đó con. Nè.
nè. Trời, sao cậu uống say dữ vậy? Say. Đúng, say có cái hay của say. Dạ. Ông ngồi ngoài đây chờ tao suốt đêm à? Suốt đêm tôi cứ ngồi đây để chờ cậu về. Có bao giờ mà cậu bỏ nhà đi sáng đêm đâu. Suốt đêm qua ta đến thành lâu, uống rượu cùng với kỹ nữ vui quá trời vui luôn. Dạ. Thôi để tôi đưa cậu vào phòng nghỉ nghe. À, ta mới nghe ông nói cái gì. Để tôi đưa cậu vào phòng nghỉ. Ông coi thường ta quá. Từ trong quán ta còn về đây được, nói chi là vô phòng. Khỏi. Dạ. Ta tự vô được. Dạ. Dạ nè. Tự vô. Nè. Tôi nói cho cô biết, tôi không muốn về căn nhà này đâu. Tôi muốn đi luôn cho khuất mắt. Vì mỗi lần tôi về đây thấy cô, tôi chướng tai gai mắt lắm. Biết ngay mà, nó trốn đi theo tình nhân rồi. Con Lệ đâu? Lệ! Dạ. Lệ đâu? Dạ, cậu kêu con. Nè, mợ của mày đi đâu? Đi khỏi nhà lúc nào? Dạ mợ. Dạ mợ ở trong phòng mà cậu. Tao thấy mợ mày có trong phòng đâu. Hay là xấu hổ nhục nhã quá nên trốn đi luôn rồi. Muốn đi thì tao cho đi luôn. Dạ không. Con thấy từ lúc cậu ra ngoài á thì mợ ở trong phòng, mợ đâu có đi ra ngoài đâu. Mày đừng có nói lao với tao. Dạ. Mày bao che cho con đàn bà hư đốn đó đúng không? Dạ đâu có. Tao biết tụi bay, cái đám tụi bay đừng có hùa theo mà qua mặt tao nghe chưa? Dạ. Toàn là một chuột, một chuột với nhau, bao che cho nhau. Đi, đi ra khỏi phòng. Dạ. Đi nhanh lên. Muốn đi à? Đi được thì ta cho đi luôn. Ta không muốn kêu về nhà. Đi luôn, ta không bao giờ kêu về nhà đâu. Đi được, ta cho đi luôn. Ta sai là ta cho đi luôn. Thưa phu quân, vết bầm trên cổ nạn nhân do dây co thắt lại, ngoài ra không có dấu vết gì khác. Vợ phu nhân mất là do ngạt thở, hay nói cách khác, bà đã treo cổ tự vẫn. Thì ra là vậy. Võ Sơn, ta mời ông về phủ được để làm rõ một số việc. Yeah. Minh Hữu Dương Võ, ở lại đây lấy lời khai của gia nhân. Tôn thúc đại nhân. Mời. Mọi người dạo gần đây có thấy võ phu nhân có gì khác lạ không? Dạ tuy tôi là nhũ mẫu, nhưng mà thời gian gần đây á, tôi bận chuyện bếp núc,
nên tôi ít có gần gũi mợ tôi lắm. Mấy đứa hầu gái này nè, nó mới gần mợ tôi nhiều. Lệ à. Dạ. Con biết cái gì con nói đi con. Đúng dạ. Rồi đó. Dạ mợ không có gì thay đổi hết á. Mợ vẫn vui vẻ, đối xử tốt với mọi người. Chỉ là từ sau khi cậu đi buôn về thôi đó. Như vậy là điều khác lạ ở từ cậu à? Dạ phải. Chuyện này thì trong nhà ai cũng biết mà. Dạ cậu chủ tôi là một thương gia, thường đi buôn các chuyến hàng lớn, năm bữa nửa tháng mới trở về nhà một lần. Mà mỗi khi đi về, cậu rất là phấn khởi, hay cho quà mọi người. Nhất là đối với mợ, cậu rất thương và quý. Không hiểu sao, đi chuyến này về, tự nhiên cậu thay đổi giống như là một con người khác lạ vậy. Khác là sao? Dạ, cậu hay la mắng, chửi bới mọi người trong nhà. Chửi tụi tôi xong, còn chửi tới mợ nữa, không tha một ai hết. Dạ, khi mà có tụi con á, cậu la mắng, chửi bới những điều vô cớ lắm. Còn khi mà đóng cửa lại trong phòng với mợ á, còn hung dữ hơn nữa. Tôi thấy thỉnh thoảng mợ khóc á, sưng húp cả hai mắt luôn. Chắc là khóc nhiều lắm đó. Vậy là hắn đánh bà ta? Dạ, mợ khóc không phải là vì do cậu đánh đâu. Mặc dù ở ngoài cậu hay la mợ, nhưng mà ở trong lòng cậu rất là yêu mợ. Con thấy mỗi lần mà cậu tỉnh rượu á, cậu hay ôm mợ ân hận lắm. Vậy thì chắc chắn phải có quẩn khúc gì ở đây. Nhưng có khi nào ông chủ các người có nhân tình mới không? Dạ không đâu biết. Cậu chủ xưa nay rất là thương mợ. Chỉ mới có mấy ngày gần đây thôi, cậu thay đổi tính nết, hết gây gỗ với mợ là cậu lại tới thanh lâu thâu đêm suốt sáng. Còn mợ thì chỉ nhốt mình ở trong phòng, ai hỏi gì cũng không trả lời hết. Trần đại nhân đang trực tiếp xét hỏi Võ Sơn. Minh hữu đa tạ. Chúng ta về bảo báo với người thôi. Dạ, dạ. Dạ. Các ngài về. Ông hãy bình tĩnh lại. Suốt đêm qua ông đã đi đâu? Hôm qua tôi đến thanh lâu để giải sầu. Khi về thì phát hiện thấy xác của vợ mình treo trên sàn. Trời ơi, sao nàng lại ra nông nổi như vậy? Theo khám nghiệm thì đúng là Võ phu nhân đã treo cổ quyên sinh. Ông có biết gì sao vợ ông lại quẫn trí cho cái chết đau lòng như vậy hay không? Gần đây ông có để ý thái độ của vợ ông thể hiện bất thường gì không? Và giữa ông và vợ ông có xảy ra sự xích mích hay bất hòa gì không? Tại ta đã giết nàng. Chính ta là con người đẩy nàng vào con đường quốc ức, dẫn đến quyên sinh. Chính ta là kẻ sát nhân bất tử vợ mình. Kim Lan, tại sao nàng lại bỏ ta mà đi chứ? Kim Lan ơi, ta biết phải làm sao đây. Phu quân, Minh Hữu đã đến thanh lâu để điều tra. Đúng là suốt đêm hôm qua người này đã có mặt ở đó, và rất nhiều người làm chứng. Bằng chứng ngoại phạm đã rất rõ ràng. Về mặt lý là vậy, còn quẩn khúc gì bên trong chưa có người trong cuộc mới biết. Nhưng dù sao thì ta cũng không thể làm gì được hết. Cho hắn về thôi vậy. Kim Lan. Nhớ lại, Kim Lan chết là do tự vẫn, chứ không phải là do bức tử. Đúng vậy.
Dạ, cậu ơi. Thưa cậu, con có dọn dẹp phòng, con thấy cái này trên bàn của mợ. Dạ, con xin phép. Con làm gì có lỗi với chị. Đến lúc này chị còn cách nguyên sinh để chứng minh sự trong sạch của mình. Tình nghĩa vô gian, kiếp này xin hẹn lại kiếp sau, vĩnh biệt chị. Người đâu, mang rượu cho ta. Ta đã giết nàng rồi. Ta đã giết nàng rồi, Kim Lan ơi. Tại sao chàng lại không tin thiếp? Tại sao chàng lại nghĩ thiếp ngoại tình? Thiếp một lòng một dạ chung thủy mà. Tại sao vậy? Thiếp chết quan lắm, chàng có biết không? Tại sao chàng lại không tin thiếp? Sao vậy? Chàng nói thiếp nghe đi. Thiếp luôn tin tưởng chàng, yêu thương chàng, vậy mà chàng không tin thiếp. Kim Lan, thiếp chết quan lắm chàng có biết không? Quan lắm chàng có biết không? Kim Lan, Kim Lan. Chàng ơi, thiếp luôn chung thủy với chàng mà. Thiếp không có phụ chàng gì hết á. Này đừng giận ta, hãy tha lỗi cho ta. Kim Lan, đợi tới đây. Kim Lan, Kim Lan, Kim Lan, Kim Lan ơi, Kim Lan, này đừng bỏ ta đi, Kim Lan ơi, Kim Lan. Kim Lan, không, Kim Lan, Kim Lan ơi, Kim Lan ơi, ta đã giết nàng rồi, ta thật là vô dụng. Kim Lan ơi,
Kim Lan. Kim Lan ơi, nàng hãy tha thứ cho ta. Kim Lan ơi, Kim Lan. Kim Lan. Kim Lan ơi, ta đã hại nàng rồi. Tại sao nàng lại chấp bỏ ta vậy Kim Lan? Ta có lỗi với nàng, ta có lỗi với nàng nhiều. Kim Lan, Kim Lan ơi, ta đã hại nàng chết rồi. Kim Lan, thôi ngủ đi con. Dạ. Ôi, ngủ đi. Người đâu? Dạ dạ. Dạ thưa cậu chủ, dạ có tôi đây. Người hãy đem đốt hết những thứ gì liên quan tới vợ của ta. Dạ. Đốt, đốt hết mọi thứ. Dạ, mà đốt, nhưng mà đốt cái gì? Áo quần hay là tư trang? Đốt hết. Dạ. Ta còn muốn nhìn thấy thứ gì liên quan đến hình ảnh của Kim Lan hết. Đốt hết, đốt hết. Dạ. Từ ngày Kim Lan chết, tên Võ Sơn này không chịu lo làm ăn gì cả. Suốt ngày cứ lầu trà tủ điếm, thật chẳng ra thể thống gì. Mẹ có tìm hiểu qua bà Vú và cô hầu gái tên Lệ, thì mỗi lần cậu chủ về tới nhà là sai khước. Mỗi lần sai á là khóc gọi tên vợ, ra chiều hối hận và đau buồn thiệt tình. Nàng dễ thương lắm nè. Ông Biển ơi, ông Biển, cậu về, à, cậu về. Cậu về hả? Dạ. Cậu. Cậu. Trời ơi, cậu ơi. Ta đâu có sai đâu, làm cái gì vậy? Cậu ơi, sao cậu lại uống sai nữa? Ta nói vậy, ta không hề sai. Ta còn tỉnh mà. Nè, buông ra để ta đi vô. Mau dù cậu vào trong nghỉ đi. Không cần. Đi cậu. Buông ra đi, ta đi được mà. Có chuyện đó cậu?
Cậu này thiệt tình à. Thôi Đụng à. Dạ. Mình vào ngủ đi con. Dạ. Kim Lan. Kim Lan ơi, ta có tội với nàng. Ta có tội với nàng lắm Kim Lan. Ta đã giết nàng rồi. Trời ơi, tại sao ta lại làm như vậy? Kim Lan ơi. Minh Hữu, Dương Võ, hai người đã điều tra mối quan hệ làm ăn bên ngoài của Võ Sơn chưa? Thưa đã đại nhân, Võ Sơn là một thương gia giàu có và có uy tín ở trong nghề. Trong tay của hắn sở hữu rất nhiều mối lái làm ăn lớn. Nhưng không hiểu có phải vì sau cái chết của vợ hắn đau buồn thất chí hay không, mà đã giao hết tất cả mối lái làm ăn của mình cho một người bạn thân trong nghề. Sao lại có chuyện đó? Vậy bạn hắn ta là ai? Dạ thưa, là Dương Chung. Người này là bạn thân, tuy cùng là cánh thương hồ, nhưng mà từ xưa giờ họ vốn đi lại với nhau, không đụng chạm gì hết. Tay này yếu đuối quá. Có khi vợ mất, hắn ta không còn tâm trí gì để mà làm ăn nữa, cho nên đã sang hết cơ nghiệp cho người bạn của mình. Mời. Rót rượu. Cạn. Cái chết của Kim Lan không phải là án mạng và không có thủ phạm. Có lẽ vì nàng buồn chồng rồi sinh ra quẫn trí nhất thời, hành động dại dột dẫn đến nguyên sinh. Vụ này xem như là khép lại rồi, thưa đại nhân. Ba mẫu, dạo này sắc diện của đại nhân không được tốt lắm. Dần trán hiện khí đen, gương mặt thì có vẻ xanh xao xám xịt lắm. Thật là không hiểu tại sao. Hỏi ai vậy? Dạ đương nhiên là bá mẫu. Ủa, ta đâu phải là Trần Trung. Hỏi Trần Trung đi. Dạ. Mà suy nghĩ lại rồi, Minh Hữu không dám. Mà gần đây á cũng đâu có vụ án nào đâu. Tại sao đại nhân không tranh thủ nghỉ ngơi cho nó khỏe? À, ta nghĩ ra rồi. Trần Trung à, nghe mẹ nói nè, thời gian gần đây á không có vụ án nào hết. Vậy thì sao con không nghĩ là đưa Ngọc Nhi đi chơi một chuyến, đi đây đi đó cho thoải mái tinh thần. Công việc ở nhà thì có mẹ, còn ở công đường thì có Võ với Hữu lo được rồi. Đúng rồi đó mẹ, con cũng muốn lên kinh thành chơi lắm. Nhưng mà nhiều khi sợ phu quân bận bịu cho nên... Đó, con nghe Ngọc Nhi nói chưa? Dẫn Ngọc Nhi lên kinh thành một chuyến đi. Sẵn vấn an quan liêm, tình xưa nghĩa cũ duy trì cũng vẫn là tốt con à. Dạ con cảm ơn mẹ. Chuyện này để con tính sau nha mẹ. Dạ đại nhân à,
Đại nhân hãy mau coi ngày lành tháng tốt, để cùng đại tẩu lên kinh thành một chuyến, để năm sau còn có tin vui. Nè, đã là đi chơi rồi á thì đâu cần phải coi ngày lành tháng tốt. Ngày mai hai con đi được không? Hay là mốt đi, hoặc là bữa kia đi cũng được mà. Sẵn tiện lên kinh thành đó, mua giùm cho mẹ cái khăn hoàng lụa tơ tằm, mẹ tìm mãi ở đây mà không có. Đại tẩu à, Dương Võ nghe đồn ở trên kinh thành có một thần y rất là giỏi. Đại tẩu tiện thể hỏi giùm, có cái thuốc nào mà trị tóc bạc không? Dạo gần đây Dương Võ tóc bạc nhiều quá, chưa vợ chưa con mà sao tóc bạc nhiều quá. Cái tên Dương Võ này, đại nhân và đại tẩu đi du sơn ngoạn thủy thì lấy thời gian đâu mà mua thuốc cho nhà ngươi. Đại nhân, sau lưng cổng thành có một hiệu dài rất nổi tiếng. Ông nghệ nhân này năm nay mới vừa cho ra đời một đôi dài để chào đón mùa xuân. Đôi dài này rất đặc biệt, ở trên cổ dài màu xanh có điểm xuyến màu vàng ngay cái đế. Đại nhân hãy mua giùm Minh Hữu. Được rồi, ngươi và Dương Võ nắm tay nhau mà đi đi, còn ta với Ngọc Nhi sẽ ở nhà. Dạ, dạ, tiểu nhân không dám. Không dám. Được đâu đại nhân ạ. Dạ cấp báo, cấp báo. Có chuyện gì? Dạ bẩm đại nhân, có một vụ án mạng vừa xảy ra tại tổ điếm. Vụ án rất nghiêm trọng. Nghe nói nạn nhân là một người nam, nạn nhân đã bị chặt đầu. Hả? Cái gì? Tại sao lại xảy ra ngay lúc này chứ? Lên được, nhanh lên. Dạ. Cẩn thận. Đúng. Phu quân, xác còn ấm, vết cắt rất ngọt và dứt khoát. Vậy là vụ án vừa xảy ra. Ừ. Lính đâu? Chụp bao vây mọi nơi. Dạ, tối hôm qua là anh ta còn uống rượu vui ca ở trong này nè. Bà biết ông ta? Dạ, đây là khách quen, họ thường tới lui đây mà, hay tới lắm. Vậy ông ta tên là gì? Và đi cùng với ai tới đây? Dạ, anh ta tên là... dạ tôi cũng không nhớ nữa, mà thường hay đến với người bạn, mà thường hay ngồi trong cái phòng này nè, họ hát ca vui vẻ lắm, mà tôi không hiểu sao lại xảy ra cái chuyện như vậy. Vậy còn bạn của hắn đâu? Dạ tôi có cho gia nhân giữ hắn sau khi xảy ra sự việc. Trời ơi, tôi cũng không hiểu sao mà hắn lại ác độc như vậy đó. Minh Hữu, vào trong bắt hắn ra đây. Tuân lệnh. Bà nè. Dạ. Bà có biết nạn nhân tên là gì và ở đâu không? Dạ hắn tên là, hình như là thương gia Võ Sơn. Võ Sơn? Dạ. Đại nhân, nghi phạm không ai xa lạ cả. Ngươi là? Dạ, đây là Dương Trung, bạn thân của Võ Sơn. Dạ thưa đại nhân, thuộc hạ đã gặp hắn khi đi điều tra xác minh vụ của Võ Sơn mới đây. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Tiểu nhân không phải là thủ phạm, tiểu nhân không có giết Võ Sơn. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét cho tiểu nhân. Ta đã nói người là thủ phạm đâu. Dạ, tôi chỉ là bạn làm ăn buôn bán. Tiểu nhân chỉ ngồi uống chung, tiểu nhân không biết gì hết. Đại nhân, xin đại nhân hãy minh xét. Khi tiểu nhân tỉnh dậy, mọi chuyện đã khủng khiếp như vậy rồi. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Tiểu nhân không biết gì hết, thưa đại nhân. Nạn nhân Võ Sơn là bạn thân của ngươi sao? Dạ, cùng hội buôn bán, thưa đại nhân. Tiểu nhân không biết gì hết, thưa đại nhân. Nè, và điều quan trọng nhất là khi Võ Sơn chết, trên tay ngươi đang cầm một con dao dính đầy máu, rất có thể là máu của nạn nhân. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Tiểu nhân thật sự là không biết gì hết. Tiểu nhân uống nhiều quá, say bí tỉ cho nên ngủ quên. Khi mà tỉnh dậy á, thật sự rất là khủng khiếp. Trước đó có những ai đã ra vào phòng này? Dạ, chỉ có tên hầu bàn, hai kỹ nữ hầu rượu. À, có thêm hai cha con người hát rong nữa. Được, Minh Hữu, cho mời tất cả mọi người về lấy lời khai. Tuân lệnh. À,
đúng là cậu chủ rồi. Đây là bộ đồ của cậu chủ tôi mà. Trời, dốc dáng này đúng là ông chủ rồi. Ai mà ác quá vậy? Sao lại sát hại ông chủ? Trời ơi, cậu chủ ơi. Trời, sao mà chết thảm quá. Ê, hả? Còn cái đầu có tìm lại được không vậy? Không, không biết. Đâu, ông đâu? Hả? Chủ. Con, tỉnh lại con. Tỉnh lại, bình tĩnh. Ông ơi, ông ơi, sao ông chết bất tử vậy nè ông? Đại nhân, đại nhân, đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Tiểu nhân thật sự là không có giết người. Tiểu nhân thật sự là không có giết người. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Ngươi hãy thành thật khai báo. Và ngươi nên nhớ, tính mạng của ngươi sẽ phụ thuộc vào lời khai của ngươi. Dạ, đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Tiểu nhân thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tiểu nhân xin thề, tiểu nhân hoàn toàn không biết chuyện gì. Tiểu nhân không có giết người. Ngươi và Võ Sơn có mối quan hệ gì với nhau? Thưa đại nhân, Võ Sơn và tiểu nhân chỉ là đôi bạn thương hộ trong cùng một ngành, nhưng mà ai có phần nấy, không có chung đụng hay là cạnh tranh gay gắt gì với nhau hết. Thưa đại nhân, có phải hai người là bạn thân với nhau không? Dạ, cũng không hẳn. Tiểu nhân và Võ Sơn tuy quen nhau đã lâu, nhưng để gọi là thân thiết thì không phải. Chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở các cuộc vui hoặc trao đổi hàng hóa mua bán. Nói vậy, hai người thường hay đến Thanh Lâu à? Dạ, thưa đại nhân, trước thì ít. Chỉ 3 tháng gần đây, sau khi vợ Võ Sơn chết, hắn ta có buồn chán nên hay tìm đến Thanh Lâu và rủ tiểu nhân đi cùng. Do ham vui và nể tình cho nên tiểu nhân nhận lời đi theo y. Ai mà ngờ lần này lại xảy ra chuyện kinh khủng như vậy. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Đêm xảy ra án mạng, ngươi nhớ lại xem, có những ai đã vô gặp gỡ và tiếp xúc với hai ngươi? Thưa đại nhân, tiểu nhân nhớ như vậy. Dạ, thiếp mời chàng. Cạn ly đi chàng. Mời ông. Cạn. Những người tránh ra, ta không cần quạt. Chuyến hàng vừa rồi tôi kiếm được 300 lạng vàng. Công nhận dân mạng phía Bắc tiêu thụ hàng tua lụa này tốt thật đó. Chúc mừng ông. Đa tạ, đa tạ. Thị trường này ông biết quá rõ mà. Nói gì thì nói, tôi phải nói một lời cảm ơn ông. Ông đã nhường lại cho tôi nơi làm ăn tốt này. Tránh ra đây. Tôi cũng đã rửa tay gắt kiếm rồi. Không nhượng lại cho ông thì cũng nhượng lại cho người khác thôi. Ông còn trẻ như vậy mà đã tính đường rút lui rồi sao ông bạn? Tôi cũng đã chán mọi thứ lắm rồi. Ông phải tái giá thôi. Tôi không muốn. Chẳng lẽ ông còn nhớ đến người vợ của ông sao? Nè, tôi cấm ông nhắc tới người đó nghe chưa? Thôi, không nhắc thì không nhắc. Vậy thì uống đi. Chúng ta phải cạn ly, cạn ly. Tôi mời ông. Cạn đi. Này cô biết đàn hát gì không?
sao cứ ngồi quạt hoài vậy? Hai cô nương của chúng ta có biết ca múa hát gì hay không? Cứ ra biểu diễn đi. Ta sẽ trọng thưởng cho hai cô thiệt là hậu hĩnh. Đúng rồi. Cứ ra múa hát đi. Ra múa hát đi. Dạ, chúng tỳ thiếp chỉ biết hầu rượu, chứ không có biết múa hát gì đâu à. Sao hả? Không biết múa hát à? Vậy ngồi đây làm gì? Đi ra ngoài kiếm ca nương gì đây cho ta. Chủ quán đâu? À, nè, chủ quán. Nè, Võ Sơn. Võ Sơn, ông bình tĩnh, ông hết sức bình tĩnh. Thu Yến, nàng đi ra ngoài, nói với chủ quán, mời ca nương vào đây cho ta. Nè, đi nhanh lên. Dạ. Chứ còn ngồi đó làm gì? Dạ. Đi, nhanh lên đi. Bình tĩnh đi. Rồi, tôi mời ông một chung. Dạ. Uống đi. Chàng uống đi. Dạ thưa, đây là hai cha con đờn múa hay nhất ở đây ạ. Dạ. Ông biết đàn, biết ca múa gì đó thì hát đi. Nhanh lên. Dạ. Hát đi, hát đi. Dạ, hai cha con chúng tôi xin được phục vụ các ngài. Đừng nói nhiều, nhanh lên. Dạ. Ông cứ đàn cho hay vào, rồi múa cho đẹp vào, ta sẽ trọng thưởng cho hai cha con nhà ngươi. Dạ. Bắt đầu nha cha. Cha biết rồi. Thôi đi. Đoàn múa cái gì mà làm tao buồn ngủ quá. Đổi bài khác. Mà ông bình tĩnh. Đổi bài khác đi lên cho ta. Đàn bạn khác. Ông đàn bạn khác đi. Đàn bạn khác. Dạ. Hay quá. Đẹp quá. Cái gì vậy hả? Đang cái kiểu gì kỳ vậy? Dừng lại hết đi. Ta không muốn nghe nữa. Nhà ngươi đàn ca múa kiểu gì mà làm đầu ta muốn nổ tung ra vậy? Dạ, nếu các ngài không thích, vậy cha con tôi xin phép cáo lui. Lui đi. Nè, ông nói cái gì vậy hả? Tôi không thích á, thì ông phải đàn cho tới khi nào tôi thích mới thôi chứ. Thực sự cha con tôi không biết làm cách nào để chiều theo ý của ngài nữa. Thôi mình về đi cha. Mình về đi con. Cái gì đó? Hai người dám vậy? Ta chưa cho về mà dám vậy. Trời ơi, ngài. Trời ơi, tại sao ngài đập đời của tôi? Thôi. Ta đập. Thôi, dừng lại không nhỏ nha. Bình tĩnh nè. Bình tĩnh. Thôi vào đây. Dạ, tới liền. Không có sai mà. Dạ, quan khách có sao không ạ? Uống nữa. Dạ, có sao không ạ? Tiếp đi ta. Xin lỗi quan khách. Để tôi chùi cho. Dạ, xin lỗi. Đổ nước mắt cho người ta hả? Dạ, tôi xin lỗi. Đổ nước mắt cho người ta. Không nhớ ra. Dừng lại. Lại đi. Lại đi. Chưa lộn của ta nữa. Chết đi. Tôi chỉ lỡ tay thôi mà. Làm gì ông quánh tôi dữ vậy? Lùi ra đi. Dạ. Vô lộ của ta nè. Võ Sơn, ông xài quá rồi. Ông bình tĩnh đi. Ngồi xuống đây uống với ta. Bỏ qua hết mọi chuyện đi. Uống với ta. Cái thằng già đồ đó. Uống với ta. Dám đổ nước mắm lên đồ của ta. Hả? Uống với ta một chung. Đây. Mày. Uống đi. Khác. Uống đi. Võ Sơn à, ông định đi đâu? Bây giờ ta đi ra ngoài giải quyết bầu tâm sự của ta. Nếu ông đi một mình, có khi ông ra ngoài đó, ông nằm luôn ở đó, không có ai biết đâu kìa. Đây. Cẩn thận nghe giỏi sao. Ta đi ra ngoài. Đây. Bên này nè. Đi
đi bên này. Bên này nè. Bên này hả? Ta phải giải quyết cho xong rồi uống tiếp. Gió Sơn à, sáng rồi, trời sáng rồi. Về thôi, chúng ta về thôi Gió Sơn. Nhức đầu quá đi. Về thôi Gió Sơn. Võ Sơn, người đâu? Chủ quán đâu? Dạ, dạ, dạ có chuyện gì vậy? Ta đã hình dung ra sự việc qua lời kể của ngươi. Nói vậy có nghĩa là Võ Sơn đã chuyển giao hết mối làm ăn cho ngươi rồi, có phải không? Dạ thưa, do vợ y mất cho nên y không tha thiết về chuyện làm ăn nữa, cho nên Võ Sơn đã chuyển hết các mối làm ăn cho tiểu nhân. Thưa đại nhân, tiểu nhân và Võ Sơn mua bán sòng phẳng, có khế ước hẳn hoi thưa đại nhân. Vậy ngươi có biết vì sao mà vợ của Võ Sơn chết hay không? Thưa, tiểu nhân chỉ nghe nói là tự vẫn. Nguyên nhân do đâu thì tiểu nhân không được biết. Thưa đại nhân, chắc có lẽ vì chuyện này mà Võ Sơn suy sụp. Vậy thì động cơ giết người trong mối làm ăn thì không thể. Ngươi có nghĩ vậy không? Đại nhân anh minh. Trong những người buôn hàng thì có ai ganh ghét hay là thù hằn với Võ Sơn hay không? Tiểu nhân không biết. Nhưng mà đại nhân ơi, tiểu nhân không có giết người. Thật sự là tiểu nhân không có giết người. Tiểu nhân thật sự là rất kinh hãi khi mà nhìn thấy cái xác không đầu như vậy. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy minh xét. Xin đại nhân hãy minh xét. Ngươi bị bắt tại trận, tang chứng vật chứng có đủ, ta sẽ điều tra xem động cơ giết người của nhà ngươi. Trước khi ta tìm ra thêm chứng cứ mới, ngươi vẫn là nghi can số 1 và vẫn bị tạm giam. Đại nhân, nè. Gì vậy? Dạ sợ. Trời ơi, ta không đáng sợ như hai nàng nghĩ đâu. Nè, đêm hôm qua có phải hai nàng đã phục vụ cho bàn của Võ Sơn và Dương Chung đúng không? Dạ, ông ta là khách quen ở đây, thường xuyên lui tới kể từ khi vợ ông ta mất đó Quang. Vậy ông ta là người như thế nào? Thưa, ông ta thì rất chán đời, tiêu xài thì hoang phí, mà còn hay cáo gắt nổi giận nữa chứ. Vậy à? Dạ. Ông ta hay phỉ báng phụ nữ, rồi trút giận lên đầu tiện nữ nữa. Tội hôn. Dường như phụ nữ là mối thù truyền kiếp của ông ta thì phải. Thật sao? Đúng rồi đó. Dạ thưa, các tiện nữ rất sợ khi phải hầu rượu ông ta, cực chẳng đã mới phải ngồi cạnh thôi, không biết là bị chửi mắng xua đuổi bất cứ lúc nào nữa. Vậy sao? Đó, hôm xảy ra án mạng. Sao nè? Ông ta đánh đuổi, là mắng các tiện nữ quá trời quá đất luôn á. May mà bị đuổi, chứ nếu ở lại chắc mất mạng giống ông ta luôn á. Vậy khi phát hiện Võ Sơn chết thì hai nàng đang ở đâu? Sau khi bị đuổi á thì các tiện nữ về phòng riêng nghỉ ngơi. Rồi sau đó nghe mọi người la hét thì các tiện nữ chạy ra. Hai nàng có nghi ngờ là ai giết Võ Sơn không? Dạ, các tiện nữ không biết à. Vậy ủa, à? Mà chẳng phải quan đã bắt Dương Chung rồi sao? Bắt thì bắt rồi, nhưng mà ta muốn hỏi thêm hai nàng vậy đó mà. Thôi, dạ. Lui đi. Dạ. Tối hôm đó,
Võ Sơn đã hành hạ và sỉ nhục cha con lắm có phải không? Dạ đúng rồi. Tôi chưa từng thấy có một vị khách nào mà thô lỗ và nóng nảy như ông ta vậy đó. Do cái đời của tôi đập nát bét luôn. Nếu hôm đó không có vị khách đi cùng can ngăn thì ông ta đã quay sang hành hôn cha con tôi rồi. Đúng là vũ phu mà. Chắc hôm đó cha con ông tức giận lắm hả? Thì tất nhiên rồi. Cha con tôi làm ăn lương thiện trong sạch để kiếm sống. Vậy mà nỡ nào đối xử với cha con tôi như vậy chứ. Rồi sau đó thì cha con ông đi đâu? Thì mất đờn rồi. Cha con tôi về ngủ sớm. Tội nghiệp con bé. Nó khóc suốt đêm. Tôi phải an ủi nó đó. Dường như có chuyện gì xảy ra ở tửu lầu hôm qua, cho nên người của huyện đường mới tra gặn nhiều như vậy. Võ Sơn đã bị giết và mất luôn thủ cấp. Trời ơi, có chuyện như vậy hả? Đêm hôm qua người chứng kiến được những gì, hãy thành thật khai báo, không được nói dối nửa lời. Có phải người là người cuối cùng gặp Võ Sơn đúng không? Dạ đúng ạ. Hôm qua tiểu nhân có phục vụ cho Võ Sơn. Ông ta còn lôi kéo làm đổ hết cả nước tương lên người ông ta, rồi đổ thừa, mắng chửi và đánh tiểu nhân nữa ạ. Vậy sau khi bị đánh phản ứng của người như thế nào? Dạ thì tiểu nhân làm nghề phục vụ mà. Khách vào tửu lầu thì 9 người 10 ý, tiểu nhân phải tùy lòng khách mà chịu. Đặc biệt là cái tay Võ Sơn này nè. Hắn nổi tiếng là nóng tính hồ đồ. Tiểu nhân chỉ nhịn cho qua chuyện thôi à. À, nhờ có ngài Dương Trung can ngăn, nếu không thì chắc tiểu nhân tiêu mất. Sau đó nhà ngươi đi đâu? Dạ, sau đó thì... Sau đó tiểu nhân bước sang phòng khác phục vụ. Tại hôm qua tửu lầu cũng khá là đông khách, nên tiểu nhân phải đi sang phục vụ cho những phòng khác à. Khi nghe thấy tiếng ồn ào, tiểu nhân quay lại thì mọi chuyện thật là ghê rợn à. Không lẽ ngài nghi ngờ tiểu nhân là vì quá tức giận nên giết người trả hận sao à? Đâu có. Nghĩ cũng lạ. Thoạt nhìn á, nhìn tên Dương Trung á thì quả hắn là thủ phạm. Với hung khí trên tay, còn dấu vết thì máu me đầy người. Nhưng mà chẳng lẽ đơn giản như vậy sao? Bởi vì á, kẻ thủ phạm phải là tên máu lạnh mới cắt đứt cái đầu sắc lẻm như vậy. Nhưng mà theo ta nhìn thấy á, thì Dương Trung không phải là hạng người máu lạnh như vậy. Giả lại, hà cớ gì khi đã giết người rồi thì tại sao nằm bên cảnh sát chết chờ người tới bắt đi chứ? Nhưng mà Dương Trung giết Võ Sơn với động cơ gì? Chúng ta không hề thấy. Theo thiếp nghĩ thì khả năng Dương Trung là thủ phạm rất là thấp. Trừ khi là hắn bị điên và không thể nào kiểm soát được hành động của mình. Vậy thì những người tiếp xúc với Võ Sơn đêm đó là ai? Cha con thầy Đờn á, có bằng chứng ngoại phạm. Dương Võ cũng đã thẩm tra lại. Đúng như theo lời khai của họ, tối hôm đó sau khi xảy ra cãi vã, họ đã bỏ về sớm và suốt đêm ở trên ghe không đi đâu hết. Hai cha con ông thầy Đờn á, không thể nào là hung thủ gây án được. Mà cho dù là họ thuê sát thủ đi chăng nữa thì họ cũng không có đủ tiền để trả đâu. Hai ả kỹ nữ cũng vậy. Trong lúc vụ án xảy ra thì hai ả đang ở chung phòng với các kỹ nữ khác, cho nên hai nàng ta không thể nào là thủ phạm được. Còn tên Hậu Bàng thì như thế nào? Theo lời khai của hắn thì Minh Hữu cảm thấy tên này rất căm ghét Võ Sơn. Sau khi Võ Sơn làm đổ nước tương lên người hắn, lại còn đánh đập hắn nữa. Sau đó hắn bỏ ra phòng và không quay trở lại nữa. Những người này tuy là có hiềm khích với nạn nhân, nhưng mà cũng không có động cơ để ra tay giết người như vậy. Nhưng mà chắc chắn hung thủ phải là một tay cao thủ. Tại vì thi thể cũng có một vết cắt rất là ngọt và sắc. Mà trong số bọn họ thì không ai có khả năng gây án được. Nếu họ có tầm phạm thì sao? Hoặc là thuê sát thủ giết người thì sao chứ? Ba mẫu nói có lý. Nhưng nếu thuê sát thủ thì bắt buộc phải giải quyết Dương Trung trước. Một là chuốc cho sai, hai là đánh thuốc mê. Nhưng còn nếu Dương Trung là thủ phạm thì... Nhưng mà khả năng Dương Trung là thủ phạm rất là thấp. Ý của đại nhân nói là
thủ pháp đổ tội dàn dựng của y quá lộ liễu và non kém. Đúng vậy, đứng về phía cạnh tranh buôn bán thì không có, đôi bên thì không có nợ nần ràng buộc gì với nhau cả. Mà tên sát thủ này cũng kỳ thiệt, giết người rồi còn lấy lưu thủ cấp đi đâu chứ. À phải rồi, tại sao ta lại bỏ qua chi tiết này? Minh Hữu đã cho lính lùng sục hết tất cả mọi nơi trong tủ lầu nhưng vẫn không tìm được thủ cấp. Có thể tên hung thủ đã đem đi sau khi hắn ra tay. Nhưng mà thuộc hạ lại không hiểu, tủ lầu khi đó còn rất đông người, người ra kẻ vô tấp nập, không lẽ có ai đó xách cái thủ cấp qua mặt được mọi người sao? Có thể chứ, trừ khi hắn ta ngụy trang. Ngụy trang? Ngụy trang thủ cấp là sao chứ? Ôi trời ơi, ta đã nghĩ ra rồi. Sao mẹ? Nè, tên thủ phạm đó lấy thủ cấp đặt lên trên cái mâm, sau đó lấy cái khăn phủ thủ cấp lại, có thể bưng cái mâm có đầu thủ cấp đi tới đi lui qua mặt mọi người mà không ai để ý hoặc nghĩ ngợi gì cả. Ý của mẹ là tất cả những người hầu ở trong tủ lầu có thể tẩu tán cái thủ cấp một cách dễ dàng. Đúng. Lập tức theo dõi sát sao tên hầu bàn, hắn chính là kẻ khả nghi nhất. Có chưa? Đây nè, đây nè, ông cầm đi. Hiện tại tôi chỉ gom được có nhiêu đó thôi à, bây giờ tôi giao hết cho ông luôn đó. Người coi thường tao quá ha, bao nhiêu đây tiền thì có thấm thía vào đâu. Trời đất ơi, ông thông cảm giùm tôi đi, tôi chưa giao được hàng cho người ta, rồi người ta trả giá thấp hoặc là không nhận hàng rồi tôi tính sao? Người tưởng ta là con nít không biết giá trị của món hàng hả? Cái đó của Võ Sơn làm sao giá rẻ được. Tùy ngươi thôi. Mấy ngày nay á, quan quân cứ đến truy xét. Trời đất ơi, ông muốn chết cả đám hay sao mà lại lớn quá vậy? Thôi được rồi, ông cứ cầm vô đó trước đi. Khi nào mà tôi đẩy được hàng đi á, thì tôi sẽ đưa tiền thêm cho ông. Ngươi nói thì nhớ giữ lời, ta không chờ lâu được đâu đó. Rồi rồi, biết rồi. Võ Sơn. Rõ ràng hai tên này thông đồng với nhau để giết Võ Sơn rồi. Mà tên đầu bếp đang nắm bí mật gì đó của tên hầu bàn có liên quan đến Võ Sơn? Dạ, đại nhân. Có khi nào ai đó đã thuê tên hầu bàn để giết Võ Sơn dưới sự giúp sức của tên đầu bếp, rồi sau đó hai người chung chi không đồng điều chăng? Tức quá mà, bọn hắn chỉ nói mập mờ như vậy thôi. Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi. Chào ông. Cái gì chứ? Chẳng lẽ hắn bỏ tiền thuê tên hầu bàn để giết Võ Sơn? Nhưng mà nếu thù hằn á thì chỉ giết thôi, đằng này hắn biểu là phải giao thủ cấp thì mới chi tiền, mẹ thấy cũng lạ quá. Và mọi người cũng đừng quên là chuyện hắn ta trao đổi và mua bán còn có tên đầu bếp biết nữa. Tên đầu bếp này là hạng bắt chẹt để tống tiền. Ừ. Minh Hữu, Dương Võ, hai người phải bám sát tên đầu bếp, xem thử coi hắn có đào lấy cái đó như đã hẹn hay không. Tuân lệnh đại nhân. Tốt lắm. Đây là thứ ông cần. Đưa ta xem. Đây. Không, ông phải đưa tiền cho tôi trước đã. Nhà ngươi không tin ta sao? Không phải là tôi không tin ông, nhưng đây là một việc quan trọng.
đủ tới khách quan. Cho nên tôi muốn có một cái gì đó chắc chắn trước. Thôi được. Mời ông. Đây, số còn lại của ngươi đây. Đây. Võ bắt hắn. Cái gì vậy? Chúng ta là người của quyền đường, đã bắt tận tay ngươi. Nhớ ta chứ? Đưa đây. Hai ngươi thật là to gan. Đây là thủ cấp của Võ Sơn à? Ngọc Bội. Hóa ra đó chính là cái ngọc bội dắt bên thắt lưng của Võ Sơn. Chúng ta bị hố to rồi. Đại nhân, tên khách thương này vốn biết Võ Sơn có một cái ngọc bội rất đẹp, thuộc hàng quý hiếm. Do mê tín nên hắn quyết tìm mua cho bằng được. Nào ngờ Võ Sơn lại không bán, nên hắn mới quyết định mua chuộc tên hầu bàn, lợi dụng Võ Sơn say xưa, tìm cách tiếp cận rồi chiếm đoạt. Hèn gì hắn đổ nước tương lên người của Võ Sơn rồi giả bộ lao chùi xô đẩy để cướp ngọc bội. Hầu bàn đó vào đây. Dạ tới liền. Võ Sơn. Dạ quan khách có sao không ạ? Dạ có sao không ạ? Đi đâu vậy? Ông Võ Sơn, ông sai quá rồi. Thôi đi về, đi về. Ông Võ Sơn. Dạ xin lỗi quan khách, xin lỗi quan khách. Để tôi chùi cho, để tôi chùi cho. Dạ xin lỗi, xin lỗi. Đổ được mâm vô đồ của ta. Ông Võ Sơn, đi. Dạ tôi xin lỗi. Chết đi. Ông Võ Sơn, dừng lại. Vậy chúng ta lấy lời khai của tên đầu bếp chưa? Dạ thưa đã. Hắn khai đêm hôm đó thấy tên hầu bàn đứng sau hè cầm miếng ngọc bội xăm xôi. Tên đầu bếp phát hiện tên hầu bàn hứa sẽ chia cho hắn ngay đêm xảy ra án mạng. Ê, trả đây. Thì ra là ngọc bội. Ê, ông trả đây. Ta biết là của ai rồi. Nhà người ăn cắp của Võ Sơn đúng không? Ông trả lại cho tôi đi. Ngươi cũng nhanh tay lẹ mắt lắm. Trả cho ngươi hả? Trả cho ngươi ta được gì? cái này á là người ta dặn tôi lấy giùm cho người ta thôi, chứ tôi không có lấy cho tôi. Ông trả lại cho tôi đi. Lấy giùm? Sao nhà ngươi tốt quá vậy? Nói thật đi, người ta cho tiền ngươi bao nhiêu? Thì người ta cũng có trả công cho tôi, nhưng mà không có được bao nhiêu tiền hết á. Không bao nhiêu tiền? Đây là món đồ quý, ngươi tưởng ta không biết hả? Phải chia một nửa cho ta đó. Thôi được rồi, tôi chia cho ông cũng được, nhưng mà ông trả cho tôi trước đi. Rồi khi nào mà tôi giao hàng, tôi có tiền thì tôi sẽ chia cho ông. Người to gan lắm. Cầm lấy. Người nói thì phải giữ lời. Nếu mà ngươi không chia cho ta, ta sẽ báo quan, rõ chưa? Ông yên tâm đi. Cái này á, khách của tôi mê tín lắm, muốn có cho bằng được nè. Nên người ta trả tôi giá cao lắm. Khi nào mà tôi nhận được tiền á, tôi chia cho ông liền ha. Vậy là ta đã loại ra được một tên. Còn hai ả kỹ nữ thì như thế nào? Thiếu sẽ giúp chàng để điều tra hai người này. Cho mẹ phụ giới. Chứ Dương Võ và Minh Hữu đã lui tới nhiều lần rồi, e họ quen mặt mà ngại. Dạ. Ơi, ta mời nàng một ly rượu. Dạ. Không sao, uống đi. Ta cho phép. Dạ. Sao biết giờ này ta tới mà nàng còn đi tiếp khách nữa? Xin chàng nhỏ tiếng giùm, phận thiếp làm kỹ nữ ở đây thì phải dâng theo lời chủ, nào dám cãi đâu. Ai ăn hiếp nàng? Bây giờ nàng dọn đi theo ta đi. Không được, gánh nặng gia đình thiếp lo, nếu thiếp bỏ đi ai lo đây? Trời ơi, tức ơi là tức á, bà chủ quán này á biết nàng là của ta, ai mà đụng tới nàng á là ta chặt đầu. Xin chàng đừng mà, xin chàng bớt giận đi. Thu Yến. Dạ. Nàng đẹp lắm. Nàng đẹp giống y như là cái tên của nàng vậy. Dạ, cảm ơn đại quan đã quá khen. Hơi. Thảo nào cái tên Võ Sơn xấu số trước đây
cũng từng mê mệt nàng lắm, có đúng như vậy không? Ờ, dạ, làm gì có. Ông ta chỉ là khách bình thường ở cái tửu lầu này thôi. Lại còn tục xúc và thô lỗ nữa chứ. Có mê ai bao giờ đâu. Ờ, vậy sao? Dạ, mà tự dưng đại quan lại nhắc tới cái tên đó làm gì? Làm cho tiện nữ sợ hãi quá. Vậy sao? Dạ. Hay. Ta thấy cái chuyện này á, có gì đâu mà nàng phải giấu. Hay. Bộ nàng có chứng kiến hay sao mà nàng lại sợ hãi như vậy chứ? Trời ơi, tiện nữ mà chứng kiến chắc tiện nữ chết tại chỗ luôn quá. Mai là ông ta đuổi hai chị em đi ra ngoài đó. Ồ. Thì chuyện đâu có gì đâu mà nàng lại ám ảnh như vậy chứ. Dạ, đó là do đại quan không biết đó thôi. Vì hôm ấy ông ta bị giết tại chính căn phòng này nè. Đúng cái căn phòng này sao? Dạ. Nàng có chắc như vậy không? Dạ chắc. Nhưng ta thấy cả cái dãy phòng này á, sang sát với nhau mà lại trang trí giống như nhau nữa, thì làm sao mà nàng có thể nhớ rõ chứ? Dạ, tiện nữ nhớ rất rõ. Vì hôm đó Võ Sơn chửi mắng tiện nữ, cho nên tiện nữ tủi thân cứ nhìn chằm chằm ra cái cây ánh dương kia kìa. Cây ánh dương? Dạ. Cây ánh dương? Cây ánh dương đâu? Đây là cây bông giấy mà. Ờ, dạ. Ủa, sao kỳ vậy ta? Rõ ràng là cây ánh dương mà, sao bây giờ lại là cây bông giấy chứ? Tóm lại là phòng nào, nàng nhớ lại coi. Dạ đúng là căn phòng này mà. À, tiện nữ nhớ rồi. Căn phòng này có một miếng gạch bị dở ở dưới chân ghế. Chỗ nào? Nè, đại quan coi đi nè. Đúng rồi, là nó nè. Hả? Vậy thì cái ánh dương đâu? Dạ, tiện nữ cũng không biết nữa. Nè, thật là mơ hồ. Hắn có gương mặt rất là hung tợn. Mẹ có dò hỏi á thì biết được hắn là kẻ say mê Lệ Thi, khách ruột của tụ lầu. Mỗi khi đến đó là hắn bỏ tiền bao Lệ Thi, không cho cô ta tiếp ai hết. Ba mẫu thật là lợi hại. Mới tới có một buổi thôi mà chỉ mặc được tên nghi phạm. Vậy ngươi có đi điều tra hắn chưa? Dương Võ đã thu thập được tin tức đáng giá ngàn vàng đây. Mọi người biết tên hung ác bám riết Lệ Thi đó là ai không? Ai vậy? Y ta tên là Bá Đạo, nhà ở cuối thôn. Có vợ rồi nhưng mà vẫn còn đèo bồng thêm kỹ nữ ở lầu xanh. Hôm xảy ra án mạng thì hắn cũng có mặt tại tủ lầu ở gian phòng cuối. Với tính tình của tên thất phu này, khi điên lên thì hắn có thể làm bất kỳ điều gì. Phu quân, chúng ta không thể nào loại trừ yếu tố này được. Đêm đó Lệ Thi bị tên Võ Sơn miệt thị, biết đâu y ta nổi máu anh hùng rồi ra tay rửa hận cho mỹ nhân. Chúng ta hãy chia người túc trực theo dõi hắn. Tuân lệnh. Mày bắt vợ chạy ra đi. Con đàn bà khủng long bắt cho mặt bây giờ. Bắt con là thử đi nè. Đánh đi, đánh đi. Chưa chết hả? Không yên á. Ngươi định trậu tán tan vật hả? Ngươi thật là độc ác. Ngươi đừng hòng trốn thoát. Đồ sát nhân, ta đã bắt được quả tang rồi, đừng hòng chối cãi. Trời ơi, tôi có làm gì đâu. Trời đất ơi, máu còn nhuốm ở đây à?
Đây là cái đầu à? Đúng rồi, đây là cái đầu. Đồ ác. Đầu heo? Thì đầu heo chứ tưởng đầu gì? Hóa ra hắn ta là một tên sợ vợ. Hắn đang trộm cái đầu heo để bán lấy tiền nuôi Lệ Thi. Không ngờ trong lúc đó có người theo dõi, cho nên có tật giật mình, hắn đã phi tan cái đầu liền. Thật là ê chề quá mà bá mẫu. Báo hại con và Dương Võ hố một trận quá mạng mà. Vậy là lúc xảy ra án mạng, Lệ Thi đang ở ngay bên cạnh hắn. Vậy là đã loại hắn ra khỏi dòng nghi vấn rồi phải không phu quân? Các hướng điều tra của ta đều đã bị tắt. Ta nghĩ là ngày mai chúng ta sẽ quay lại Tửu Lầu thêm một lần nữa và kiểm tra cẩn thận, xem thử có phát hiện ra thêm manh mối mới nào hay không. Dạ, đại nhân. Dạ thưa đại nhân, đây chính là căn phòng nơi xảy ra án mạng. Mời đại nhân cứ xem xét, có gì đại nhân cứ sai bảo. Cho ta hỏi, hôm xảy ra án mạng, nơi này có đông khách hay không? Dạ thưa, riêng dãy 6 phòng này thì kín khách hết ạ. Dãy phòng này hình thước thợ, là căn phòng thứ 3 từ phía bên tả đếm qua, đúng không? Dạ. Lạ quá, sao không nhìn thấy? Dạ, phu nhân người muốn kiếm gì ạ? Không có gì hết. Nhưng ta muốn hỏi người, có chắc chắn đây có phải là phòng xảy ra án mạng không? Dạ chắc, đây chính là căn phòng nơi xảy ra án mạng. Tuy lúc đó rất là hoảng loạn, nhưng tiểu nhân vẫn kịp định thần và đứng ngay gốc cây ánh dương để xem coi thủ phạm có bên ngoài không ạ. Đúng rồi, cây ánh dương lại ở đây. Nè, cho ta hỏi, các phòng đều sáng sát giống như nhau à? Dạ, tất cả các phòng đều được bố trí bàn ghế như nhau à. Đại nhân, nếu như vậy thì thật là khác lạ quá. Vì khi xảy ra án mạng, chắc chắn là hung thủ và Võ Sơn sẽ giằng co với nhau và sẽ để lại tiếng ồn. Không lẽ phòng bên cạnh không nghe? Có khi nào nạn nhân bị chuốc say mềm hay không? Thôi được rồi, ngươi cứ đi làm việc của ngươi đi, có gì ta sẽ gọi. Dạ. Phu quân, thiếp thấy có điều gì đó hơi khó hiểu. Nàng phát hiện ra điều gì à? Hôm thiếp cải trang ngồi với lại Thu Yến, một trong hai cô kỹ nữ đã hầu rượu trong phòng của Võ Sơn và Dương Chung trong đêm ấy. Cô ta khẳng định phòng đang ngồi với thiếp là nơi xảy ra án mạng, vì cô ta nhớ rất rõ ở dưới sàn nhà có một viên gạch bị lủng một lỗ. Nhưng mà lạ một điều là cô ta nói khi nhìn ra cửa cô ta thấy là cây ánh dương, nhưng khi thiếp bước ra ngoài thì không phải là cây ánh dương mà lại là một cây bông giấy. Vậy sao bây giờ cây ánh dương lại ở đây? Dương Võ, Minh Hưởng. Đại nhân, hai người hãy chia nhau ra, xem thử các phòng kế bên có phòng nào có viên gạch bị lủng rồi báo cho tao biết. Tuân lệnh đại nhân. Chúng ta cũng ra xem đi. Đại nhân, phòng bên cạnh là phòng có viên gạch bị lủng. Dạ thưa đại nhân, Dương Võ cũng không phát hiện được gì. Phu quân, vậy thì chắc chắn với chàng, cây bông giấy bên kia cũng sẽ có dấu xê dịch. Chúng ta qua xem. Đại nhân, tại sao chúng ta lại không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ? Như vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Dạ, bẩm đại nhân, chuyện là thế nào? Giải thích cho Dương Võ biết với. Người cứ đứng đó đi. Minh Hưởng, mau đi gặp tên hầu bàn, hỏi hắn xem hôm đó vị khách nào ngồi bên phòng tả của Võ Sơn. Tuân lệnh đại nhân. Còn Dương Võ, người hãy mau xem coi, coi có chậu cây nào bị xê dịch nữa hay không. Tuân lệnh đại nhân. Bẩm đại nhân, tên hầu bàn nhớ rất rõ, sát bên phòng của Võ Sơn và Dương Chung là hai người đàn ông lạ mặt. Và điều đặc biệt rằng là hai tên này đều kêu tất cả các món ăn
đều giống bên phòng của Võ Sơn. Vậy hắn có nhớ rõ là phòng ở bên tả hay là bên hữu không? Bên hữu, đại tổ. Sau đó thì hai vị khách lạ đó đi đâu? Hắn ta khai cũng không để ý nữa. Vì sau khi lấy được ngọc bội thì hắn ta lén lút bỏ ra ngoài. Sau đó thì án mạng xảy ra, tất cả mọi người ở trong tủ lầu đều nhốn nháo, hoảng loạn, hoảng sợ. Còn hắn thì hoảng hồn không biết gì nữa. Do chúng ta sơ suất, không kiểm tra kỹ hiện trường vụ án gây ra án mạng, cho nên chúng ta đã điều tra lòng vòng, không ra kết quả gì cả. Thì thím nói chuyện với lại Thu Yến, thật ra thím đã cảm thấy ngờ ngợ rồi. Cho đến ngày hôm nay mới xác định rõ ràng mọi chuyện. Căn phòng mà Võ Sơn với lại Dương Chung ngồi và căn phòng nơi có xác của Võ Sơn và Dương Chung ngủ quên là hai căn phòng sát vách và giống hệt như nhau. Thật vậy à? Là hai căn phòng chứ không phải là một à? Dạ. À, thì ra vụ tráo cây cảnh là đây. Hèn gì, tên hung thủ cũng thật là thông minh. Hắn sợ người khác nhìn ra được là khác phòng. Thủ phạm đã cố tình lừa cho Dương Chung vào căn phòng mà hắn ta đã sắp sẵn một cái xác chết không đầu ở trong đó. Làm ơn đại tổ giải thích giùm đi, Dương Võ không hiểu gì hết. Tóm lại là phát hiện ra được cái gì chứ? Nếu như giả thiết Võ Sơn và Dương Chung sau khi đi ra ngoài và quay trở lại lại đi nhầm vào căn phòng ở bên cạnh thì sao? À, đó gọi là vào nhầm mà có tính toán. Vì ở trong phòng đó đã có sẵn một cái xác chết không đầu giấu ở một góc kính nào đó. Sau khi đợi Dương Chung uống say rượu rồi gục xuống thì mới kéo cái xác chết kia ra để nằm kế bên cạnh Dương Chung, rồi lấy con dao đặt vào tay Dương Chung để gọi là Dương Chung đã trở thành một phạm nhân có đầy đủ bằng chứng và vật chứng. Ủa, vậy là cái xác chết đó không phải là của Võ Sơn sao? Vậy Dương Chung và Võ Sơn đã thông đồng giết chết nạn nhân hả? Dương Võ thật sự không hiểu. Nếu vậy sao Dương Chung không bỏ đi mà lại ở lại chịu bị bắt? Nếu xác chết không phải là của Võ Sơn, như vậy là Võ Sơn còn sống. Nhưng mà trong buổi khám nghiệm thì tất cả gia nhân đều xác nhận là cái xác đó là của Võ Sơn kia mà. Vì cái xác chết không đầu cho nên có một cái xác chết có tầm vóc tương tự giống như là Võ Sơn và mặc quần áo của Võ Sơn, cho nên ai cũng nhìn lầm. Với lại lúc đó mặc định cái xác đó chính là Võ Sơn cho nên ai cũng ngộ nhận thôi. Dương Võ lại thắc mắc là tại sao Võ Sơn lại giả chết rồi tìm người thay xác. Làm vậy á thì Võ Sơn được cái gì chứ? Đổ tội cho Dương Chung. Nhưng tại sao Võ Sơn lại làm như vậy? Hắn và Dương Chung có mối thâm thù nào sao? Chỉ có một người mới có thể giải thích được câu hỏi đó thôi. Là Dương Chung. Nói như vậy, phía sau mọi chuyện là do Võ Sơn. Nhưng tại sao hắn ta lại tự giết mình chứ? Đại nhân ơi, tiểu nhân thật sự đã hồ đồ rồi. Tiểu nhân không biết chuyện gì đang xảy ra hết. Đại nhân, đây không phải là một vụ vu oan thông thường, mà là một âm mưu gian dựng, công phu nhắm vào người. Trời ơi, ai lại ác độc đến như vậy? Với bằng chứng cụ thể như vậy, người chắc chắn sẽ bị xử tử vì tội giết người. Gia sản của ngươi sẽ bị tịch biên. Đại nhân, đại nhân ơi, đại nhân ơi, xin đại nhân hãy cứu tiểu nhân. Rõ ràng đại nhân biết là tiểu nhân bị vu oan mà. Đại nhân ơi, xin đại nhân hãy cứu tiểu nhân đi. Đến nước này chỉ có ngươi mới có thể cứu được ngươi thôi. Đại nhân, xin đại nhân cứ chỉ dạy, tiểu nhân sẽ làm theo lời của đại nhân. Được, vậy thì ngươi hãy nghe ta hỏi. Giữa ngươi và Võ Sơn thực ra có mối thâm thù gì với nhau hay không? Thưa, hãy trả lời câu hỏi của ta trước đi. Đến nước này tiểu nhân cũng không dám giấu đại nhân nữa. Chuyện này xảy ra trước khi người vợ của Võ Sơn quyên sinh nữa. Đó là chuyện gì? Tiểu nhân và Võ Sơn có một thách đố. Đúng là rượu ngon.
Chủ quán. Nè. Chủ quán đâu? Chuyện gì vậy? Chúng ta đã uống gần tàn tiệc rồi, tại sao không có mỹ nữ tiếp chúng ta? Hả? Khinh chúng ta đây không có tiền à? Ta bao hết cái quán này. Không không, không cần gọi mỹ nữ ra làm cái gì. Ta đã nói trước với chủ quán rồi, là chúng ta không cần mỹ nhân để hầu rượu đâu. Cái gì? Võ Sơn. Ừ. Ông bị bệnh à? Ừ. Tại sao không cho gái đẹp ra hầu rượu chúng ta chứ? Nãy tôi có nhắc, nhưng mà ổng không có chịu. Hả? Không chịu? Ừ. Càng Võ đi. Sơn à, đời chúng ta có mấy cái thứ đó để làm vui, tại sao ông lại không chịu? Đừng có nói là chung thủy với vợ, nên không muốn à. Dơ dẫn. Gọi mỹ nữ ra đây cho ta. Chủ quán đâu? Thôi, thất tình thì tôi không thích. Ông mà gọi kỹ nữ ra thì tôi xin cáo biệt ông đó. Kìa, Võ Sơn, ông bị làm sao vậy? Từ ngày lập thê cho tới bây giờ, tôi đã nguyện với lòng mình là phải sống sao cho xứng đáng với tâm tình đức hạnh của nàng. Ta không muốn qua lại hay đụng chạm tới bất kỳ người phụ nữ nào khác. Ngạc nhiên chưa? Đây là lần đầu tiên tôi nghe một trang nam tử thốt ra điều đó. Phu nhân của ông chắc là tuyệt vời lắm. Còn phải nói, nghe ông ta ca tụng vợ mình vậy, đoan trang, hiền thục, có một không hai à nha. Trên đời này lại có người đàn bà đáng trân trọng vậy sao? Thôi đủ rồi. Các ngươi không được bình phẩm gì về vợ ta. Các ngươi chỉ cần biết nàng ta là người phụ nữ đẹp người đẹp nết, là báu vật ông trời ban tặng cho ta. Ta quyết không làm gì có lỗi với nàng. Ông nói nghe bất cười quá. Chỉ là vui vẻ bên ngoài thôi mà, ông có cần phải nghiêm trọng quá vậy không? Thôi cạn đi. Cạn đi. Càng. Các ông cười cái gì? Võ Sơn, ông nghe nè, đàn bà muôn đời cũng chỉ là đàn bà. Nó quịch tẹt ra, đàn bà cũng chỉ là một thứ công cụ, là một vật tô điểm cho cuộc sống đàn ông của chúng ta thêm màu sắc mà thôi. Không có người này cũng sẽ có người khác. Ông đừng có thần thánh quá một ai đó, để rồi chuốc lấy thất vọng. Ông muốn nói tới ai thì tùy, nhưng mà tôi cấm ông không được đụng tới vợ của tôi. Nếu không tôi không nhịn ông đâu. Kìa, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Sao ông cứ nóng liên tục vậy? Cái thái độ của ông như vậy chắc chắn là với ông, vợ của ông là một nữ thần rồi. Không ngờ Võ Sơn mà cũng mê muội như vậy. Biết đâu bị bà ta cấm sừng mà không hay đó. Ông mà còn nói nữa, trời ơi, tôi đổ luôn cái bàn này đó. Có gì Võ đâu. Sơn à, ông cứ ngồi xuống đi, bình tĩnh. Mà có thật là ông tin tưởng, tôn trọng vợ ông một cách tuyệt đối như vậy không? Tất nhiên. Ông thường xuyên đi buôn, xa nhà cả tháng, tại sao ông dám tin chắc là vợ ông đoan chính như vậy? Dù tôi có đi đâu lâu hơn nữa thì tôi vẫn tin tưởng vợ tôi. Tôi thì không tin. Vợ của tôi tin được rồi, không cần các người tin. Dương Trung này cuộc đời lang bạt khắp nơi, đã từng ngủ với biết bao nhiêu phụ nữ, từ đài các danh gia vọng tộc đến bần hèn. Không có phụ nữ nào đoan chính nếu như Dương Trung này đã để mắt tới. Chuyện này á, ta làm chứng rồi nha. Dương Trung là nổi tiếng đào hoa đa tình, nhưng miệng lưỡi của hắn á, phụ nữ mà nghe là liêu siêu, thất điên bác đảo hết trơn á. Đúng không? Mời.
cuộc đời của ngươi gặp rất nhiều phụ nữ, và có thể họ chết vì ngươi. Vì đó không phải là người tốt lành. Ngươi không tin phụ nữ là tại vì ngươi chưa bao giờ tìm được người phụ nữ của nửa cuộc đời mình. Người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này là tìm được người đầu ấp tay gối, một đồng một dạ với mình. Ta thấy ngươi đáng thương hơn là đáng hãnh diện. Võ Sơn, tôi không tin vợ ông là một người phụ nữ đoan chính. Tại sao ông không nghĩ nếu như có một sự lựa chọn thì vợ ông cũng sẽ như bao nhiêu người phụ nữ mà ta từng gặp? Khoác lác! Cho dù gió có mạnh cỡ nào đi nữa cũng không thể nào lay chuyển được bức tường kiên cố. Nếu như ông không tin những gì tôi nói, vậy thì ông có dám thử vợ mình hay không? Đồ khốn! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Tất nhiên là ta biết ta đang nói gì. Ông cứ khăng khăng một mực vợ ông chung thủy, nhưng thật ra trong lòng ông hoang mang lo sợ. Nếu đã là cây ngai thì sợ gì chích đứng. Ta muốn đích thân thử lòng vợ của ông, để xem vợ của ông chung thủy như thế nào. Ta chỉ cần một tháng mà thôi. Dương Chôn, ông sai rồi đó. Ta không sai, ta đang nói rất nghiêm túc. Có các ông ở đây làm chứng cho ta. Ta muốn thách thức với Võ Sơn. Chỉ trong vòng một tháng, nếu như ta sai thì ta sẽ quỳ trước bàn dân thiên hạ, cho tất cả phụ nữ trên thế gian này nhổ nước bọt vào ta, và toàn bộ tài sản của ta sẽ trao về tay Võ Sơn đây. Và ngược lại, nếu như ta thắng, ta chỉ cần những mối lái của Võ Sơn ở vùng đất này thuộc về ta mà thôi. Ông có dám chấp nhận hay không? Võ Sơn, chẳng phải trong lòng ông cũng đang nghi ngờ và cũng muốn một lần thử vợ mình hay không? Mà thôi, coi như nãy giờ ta chưa nói gì, bởi vì ông Võ Sơn đây đã run sợ rồi. Như vậy thì ông cứ về nhà mà mặc váy vợ, đội vợ lên đầu mà tôn thờ như một nữ thần. Nhưng mà tôi nhắc ông một điều, ông đừng bao giờ ra đường nói với mọi người rằng vợ ông là chung thủy, đoan trang. Bởi vì không ai tin ông đâu. Được, ta sẽ nhận lời thách đối với ngươi. Ta sẽ chóng mắt xem, chờ một ngày tất cả những người phụ nữ trên đời này sẽ nhìn thấy ngươi quỳ trước mặt họ để nhận lấy sự khinh miệt. Ta sẽ cho người thấy những gì ta nói về vợ của ta là không qua. Có mặt các ông ở đây làm chứng cho ta, những gì ta nói ở đây sẽ được cam kết bằng giấy trắng mực đen. Thật là ngu xuẩn, vô luôn. Ta không có gì để nói. Dám đem nghĩa Tàu Khang ra để mà cá cược. Tiểu nhân biết tội của mình rồi, thưa đại nhân. Và rồi Võ Sơn thua cuộc, đã giao hết mối lái cho người, đúng không? Dạ. Nhưng ta thắc mắc một điều, ngươi đã chiếm đoạt được vợ của y hay sao? Dạ, thưa đại nhân, Võ Sơn thua cuộc là do tiểu nhân gian lận. Chứ nàng Kim Lan thật sự là một người phụ nữ đoan trang hiền thục, không ai có thể lay chuyển được nàng, cho dù có dâng bao nhiêu núi vàng châu báu. Thưa đại nhân, ngươi đã giở thủ đoạn gì? Nói ta nghe. Thưa đại nhân, nói. Dạ, tiểu nhân đã cải trang, tìm đến nhũ mẫu của nàng Kim Lan. Cậu. Dạ.
Cậu làm gì cậu rình rập nhà cậu tôi vậy? Có ý đồ xấu phải không? Nói thiệt, không ấy là tôi la lên kêu gia nhân bắt giải lên quan. Dạ, không không không, xin bà lão đừng làm vậy. Tôi sao? Hả? Nếu mà cậu không khai tiệt, tôi sẽ không khách sáo với cậu đó. Bà ơi, tôi xin bà, tôi không phải là người xấu. Tôi đứng đây là để nhìn thấy rõ võ phu nhân mà thôi. Cái gì? Cậu theo dõi võ phu nhân? Cậu có ý gì? Dạ không, tôi không có ý gì cả. Tôi... thật ra tôi có nỗi khổ của mình. À, thì ra cậu đang đi tìm người em thất lạc trên 20 mấy năm à? Dạ đúng. Tôi không tin trên đời này lại có người giống người đến như vậy. Tôi cam đoan với bà lão, võ phu nhân chính là Ngọc Cẩm, em gái mất tích mấy mươi năm của tôi. Còn tôi dám chắc với cậu một điều, võ phu nhân không phải là đứa em gái thất lạc của cậu. Vì tôi là nhũ mẫu của Kim Lan, tức là võ phu nhân bây giờ. Tôi đã nuôi phu nhân hồi còn bé, cho đến khi thành gia thất, tôi vẫn đi theo hầu hạ võ phu nhân. Thôi cậu đừng có mất thời gian nữa. Bà nói thật sao? Ừ. Không, không thể nào. Khi lần đầu tiên tôi gặp võ phu nhân ở ngoài chợ, từ ánh mắt đến cử chỉ, linh cảm cho tôi biết rằng võ phu nhân chính là em gái ruột đã mất tích mấy mươi năm của tôi. Thưa bà lão. Cậu à, tôi biết cậu vì mất đứa em nên trong lòng cậu thương nhớ. Dạ. Và khi thấy một người hao hao giống thì cậu ngộ nhận. Nhưng tôi đã nói rõ về xuất thân của võ phu nhân. Võ phu nhân tên thật là Kim Lan, là con của vợ chồng bá hộ thương gia ở trấn Nam Sơn. Không tin thì cậu tới đó mà hỏi. Thưa bà lão, tôi còn nhớ rất rõ. Đứa em ruột của tôi có một dấu vết rất là đặc biệt. Đó chính là một cái bớt nằm ở trên lưng mà không có một người nào có thể có được. Nếu vậy thì tôi lại càng khẳng định với cậu, điều nãy giờ tôi nói là đúng. Võ phu nhân không phải là em của cậu. Tại vì tôi nuôi võ phu nhân từ hồi nhỏ, mọi chuyện chăm sóc tắm rửa cho võ phu nhân là do tôi. Trên lưng hoàn toàn không có một cái bớt nào hết, ngoại trừ chỉ có một cái nốt ruồi màu hồng to bằng hạt đậu ở trên rúng. Chết cha, không ai đánh mà sao tôi khai hết trơn vậy? Nếu bà đã nói vậy thì tôi biết mình đã lầm. Nhưng mà tôi vẫn ước gì võ phu nhân chính là em gái ruột đã mất tích của mình. Thôi cậu à, cậu tỉnh lại đi. Cậu đừng có mơ mộng nữa. Tôi đã nói không phải là không phải, cậu đừng có phí thời gian vô ích. Mau dành thời gian đó đi tìm em gái của cậu đi cậu. Cảm ơn bà lão. Xin cáo biệt. Thiệt là tội nghiệp. Sao chờ nãy giờ cũng lâu rồi mà Dương Trùng chưa thấy đến ta? Khỏi chờ nữa, chắc chắn là hắn sẽ không tới đâu. Hắn mà còn mặt mũi nào tới đây để gặp chúng ta nữa chứ. Đúng là khoác đắc thùng rỗng kêu to. Thôi chúng ta về. Khoan đã. Chào các vị, mời các vị ngồi. Ta tưởng ngươi không dám tới nữa chứ. Ngươi có chọn ngày lành tháng tốt để quỳ xuống cho phụ nữ thiên hạ nhổ nước bọt vào mặt như lời cam kết hay không? Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc. Đáng tiếc vì lúc trước ta thách đố cùng ông. Người tiếc á thì cũng đã muộn rồi. Nè, có mặt các ông ở đây làm chứng cho ta. Sao, ngươi định nuốt lời hay sao? Nếu như ta nói với ông ta đã ngủ với vợ ông thì sao?
Đồ khốn! Võ Sơn, xuống, bình tĩnh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ông lúc nào cũng nóng nảy cả. Bình tĩnh ngồi đi. Ta đang nhắc lại lời thách đấu cùng ông trước đây mà thôi. Dương Trung, chuyện gì cũng có thể nói càng nói bậy. Riêng chuyện này thì không thể nói bậy đâu nha. Ta không thích nói càng nói bậy. Ta đang làm đúng theo lời thách đố cùng ông Võ Sơn đây. Dương Trung, ý ông muốn nói là... ta đã ngủ với vợ Võ Sơn. Dương Trung! Kỳ Võ Sơn gì hả? Võ Sơn, mình nói lại cho ta nghe coi. Võ Sơn, ngồi mà. Dương Trung, mình có chuyện gì từ từ nói. Bình tĩnh đi. Dương Trung, ông nói ông ngủ với vợ của Võ Sơn, mà có gì là bằng chứng không? Buông ta ra, ta sẽ nói chi tiết cho các ông nghe. Bỏ ra, Võ Sơn, bỏ ra. Ngồi xuống đi. Bình tĩnh đi. Người nói đi. Có phải là vợ của ông có một nốt ruồi màu hồng nhỏ bằng hột đậu nằm ở trên đúng hay không? Và điều này chỉ có những ai ngủ với nàng ta mới biết được thôi. Có đúng không anh chồng tội nghiệp? Võ Sơn á, thiệt là đáng thương mà cũng đáng trách. Tội nghiệp. Bài học này quá đắt. Đệ đừng có đem tình cảm thiêng liêng ra mà đùa cợt, rồi đánh cược, rồi sau đó lại dễ dàng sa vào bẫy. Chắc là Dương Võ vẫn chưa biết Võ Sơn đã bán tất cả gia sản còn lại và rời khỏi làng trước vụ án xảy ra 3 ngày. Ủa, có chuyện này nữa sao? Minh Hữu, chuyện ta nhờ ngươi làm, ngươi làm đến đâu rồi? Dạ, Minh Hữu đã đi gặp 2 thương gia. Họ cũng đã xác nhận Võ Sơn và Dương Trung đã điểm chỉ vào bản cam kết chấp thuận cho cuộc thách đố bất nhân đó. Tốt lắm. Chúng ta sẽ tương kế tự kế để xem coi hung thủ chính là ai. Loa, báo cáo cho toàn dân chúng biết rõ, Dương Trung là một tên sát nhân mất nhân tính, đã xuống tay giết hại bạn mình. Vụ án xảy ra tại Tửu Lầu, nay đã phá án xong, dẫn giải Dương Trung về kinh thành chịu án tử hình. Loa, báo cáo cho toàn dân chúng biết rõ. Giết bạn mình luôn mới ghê chứ trời ơi. Ê bạn là bạn, cái tên này tên giết người nè. Mới giết người đó, ghê lắm, chơi với bạn rồi giết bạn luôn. Ôi ghê quá. Con này giết ghê lắm, thành thân luôn á. Ghê lắm á. Kim Lan ơi, xin nàng hãy yên lòng nhắm mắt. Ta đã trả được mối thù cho nàng rồi. Kẻ gây ra cái chết cho nàng, kẻ chia liệt vợ chồng chúng ta, nàng hãy chờ ta cùng xuống sứ giạc cùng với nàng nhé. Võ Sơn, Trần Phượng đại nhân, người biết ta còn sống sao? Võ Sơn, khổ nhục kế đổ tội cho người khác quả là có 1 không 2, vô cùng thâm độc. Tự khai tự chính mình để đẩy kẻ thù vào vòng lao lý thì chỉ có Võ Sơn nghĩ ra mà thôi. Nhưng do kế hoạch ngươi bày ra quá hoàn hảo nên khiến ta thấy điều bất thường. Những gian phòng san sát nhau có cùng một kiểu kiến trúc, 2 chậu hoa ngay cửa ra vào được quán đổi vội vã, đã để lại dấu vết dưới đáy chậu.
một nạn nhân có hình dáng giống ngươi được sắp đặt ngồi kế bên phòng, và cuối cùng là bữa tiệc có mặt Dương Chung. Tất cả đã được Võ Sơn tính toán một cách tỉ mỉ chu đáo, không để sơ hở một chút nào. Và sau đó là một công đường được dàn dựng và phán quyết tội trạng của Dương Chung. Để ta nghĩ rằng mọi việc phải theo ý của Võ Sơn này. Chẳng phải tất cả những gì ông làm chỉ muốn kết quả như vậy sao? Ta chỉ làm nốt cho xong những gì mà ông đang nghĩ. Nhưng có lẽ ông muốn kẻ thù chết, cho nên ông cũng không nghĩ rằng phán quyết tội tử hình cho Dương Chung tại công đường chỉ là kế sách của ta hồng dụ ngươi xuất đầu lộ diện, chứ không có hiệu lực gì đối với Dương Chung. Võ Sơn này dù có thông minh đến đâu cũng không qua khỏi cặp mắt tinh tường của Trần Trung đại nhân. Quả là không hổ danh quan huyện có tài phá án xuất chúng. Tiểu nhân này dù có bị bắt dưới tay của đại nhân thì cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng chỉ tiếc một điều, không trả được mối thù cho người vợ xấu số mà thôi. Việc đẩy vợ ngươi tìm đến cái chết cũng phần. Nếu như ngươi không chấp thuận cuộc thách đố bất nhân đó thì Dương Chung đâu có xảo quyệt tìm mọi cách để thắng được ngươi. Ngươi không suy xét cẩn trọng, lại quay qua trút cơn giận vào người đầu óc tai gối của mình, để rồi sau đó hối hận dày dò và chuyển thành hận thù, dẫn đến sai lầm. Hắn là kẻ đê tiện, một tên ngụy quân tử, chính hắn đã giết chết vợ của ta. Dương Chung, tên đốn mạng. Ta không có dài rồi. Không có dài. Rượu uống tiếp. Uống tiếp. Không phải rượu. Không phải rượu rồi. Không phải rượu. Cậu chủ, cậu chủ ơi, cậu chủ có sao không cậu chủ? Trời ơi, uống cái gì mà tới sai dữ vậy nè? Không có dài. Cậu ơi cậu, tỉnh lại đi cậu, tỉnh lại đi cậu. Ta nói thiệt á, đàn ông người nào cũng giống nhau. Nhìn ở ngoài thì mạnh mẽ kiên cường, vậy mà khi gặp chuyện, người nào cũng yếu đuối. Người nào cũng y là thấy nhút nhát dễ sợ, thảm hại luôn á. Nhìn cậu chủ, tôi nhớ y như là cái ông hôm nọ, ông đi tìm đứa em bị thất lạc, cũng thiểu não, cũng thảm hại như cậu vậy nè. Bà nói lảm nhảm gì à? Dạ. Cái gì mà tìm đứa em thất lạc? Thì có một cái ông ngộ nhận phu nhân là người em thất lạc của mình. Ông cứ rình rập trước nhà mình hoài vậy đó. Tới khi mà tôi nói chuyện rõ ràng á, ông mới chịu nhận là mình sai. Sao? Ông ta rình rập trước nhà mình à? Dạ. Chuyện đó xảy ra lúc nào? Dạ, trước lúc phu nhân nguyên sinh một tháng. Hôm đó tôi nhớ là tôi đi chợ mua đồ cúng rằm về, cái tôi thấy hắn đang rình ở trước cổng nhà mình đó. Rồi bà thấy hắn, rồi bà nói gì với hắn à? Thì hắn cứ một mực, hắn nói phu nhân là đứa em thất lạc của hắn. Rồi đã vậy hắn còn đòi xem cho được cái bớt ở trên lưng của phu nhân. Tôi nói mình là nhũ mẫu, tôi nuôi phu nhân từ nhỏ, sao tôi không biết, làm gì có cái bớt. Tôi nói là chỉ có cái nút ruồi xoan ở trên rúng thôi. Đúng như vậy, phu nhân của ta làm gì có cái bớt ở trên lưng, chỉ có một cái nốt ruồi son ở trên rúng thôi. Dạ đúng rồi. Ta đã ngủ với vợ Võ Sơn, có phải là vợ của ông? Có một nốt ruồi màu hồng nhỏ bằng hột đậu nằm ở trên rúng hay không? Có chuyện đó thì sao? Đúng là bà đã nói là phu nhân của ta có một cái nút ruồi son ở trên rúng hả? Dạ. Bà
Bà đã nói cho hắn ta nghe như vậy sao? Dạ. Thì ý tôi là muốn nói như vậy á, là để cho hắn á không có nhìn phu nhân á là em của hắn. Chứ bây giờ tôi hỏi hắn cứ tới đây rình rập theo dõi phu nhân hoài, phiền lắm cậu chủ ơi. Hắn là sao? Dạ hắn cao cao. Dạ mặt dài dài. Dạ người hơi gầy gầy. Không lẽ là hắn ta sao? Dạ dạ hắn nào vậy cậu chủ? Bà đi nhanh theo ta. Dạ dạ dạ. Nhìn lên. Dạ. Đi. Đi với ta nhìn lên. Bà nhìn thử xem. Đó chính là hắn. Bà nhìn kỹ thử xem, có phải chính hắn là người đã đình đập trước nhà mình? Dạ không. Ông này nhìn trẻ và sang trọng hơn. Bà cứ nhìn kỹ đi. Có thể hôm gặp hắn ta đã cải trang. Bà cứ nhìn kỹ xem. Đúng rồi. Cái miệng và cử chỉ nó hao hao. Tôi nhớ trên ngón tay phải của hắn có đeo một chiếc nhẫn ngọc thạch nữa. Không lẽ là hắn ta sao? Khốn kiếp. Hắn ta đã dùng thủ đoạn để mưu tính. Trời ơi, sao mình lại bị hắn ta qua mặt một cách dễ dàng như vậy? Có chuyện gì vậy cậu chủ? Trời ơi, bà đã giết chết Kim Lan rồi. Hả? Kim Lan ơi, tao có tội gì nè? Trời ơi, trời ơi. Cậu chủ. Kim Lan ơi là Kim Lan, ta vượt qua ngu ngốc và tin lời tiểu nhân đã giết hại nàng. Ta cảm thấy mình tệ hơn loài cầm thú. Ta muốn chết đi, nhưng mà nhìn xấu hổ xuống dưới không còn mặt mũi nào mà nhìn nàng. Kim Lan, nàng hãy nói cho ta biết ta phải làm sao đây. Kim Lan ơi, thật sự ta rất hối hận sống trong sự dạy dò suốt cuộc đời này. Kim Lan ơi, nàng hãy tha lỗi cho ta. Kim Lan ơi, hãy tha lỗi cho ta. Kim Lan, chàng và thiếp xa lìa nhau. Thiếp chết mà hồn ma dứt dưỡng chịu tủi nhục tủi hận. Hãy trả thù cho thiếp chàng ơi, trả thù cho thiếp, trả thù cho thiếp. Kim Lan, Kim Lan ơi, Kim Lan, Kim Lan, Kim Lan ơi, Kim Lan, Kim Lan, Kim Lan, Kim Lan, đang đổ đồ. Kim Lan ơi, Kim Lan, Kim Lan. Thank you.
trộn. Cầm đi. Xong việc ta sẽ đưa thêm. Tìm ngay một người có hình dáng giống y như ta, đưa hắn vào phòng bên cạnh để chuốc rượu cho say. Sau đó giết chết hắn và cắt thủ cấp khi ta và Dương Chung ra ngoài tiểu tiện. Xong việc rồi, nhà ngươi cứ rút êm, để lại cái xác không đầu cho ta. Tôi biết rồi, còn ông thì sao? Mặt ta cho ông. Dạ, quý khách dùng gì vậy? Ra đây. Dạ. Cho ta những món y chang có phòng bên phải, có được không? Sao, có được không hả? Dạ, có ngay ạ. Nè, hôm nay mình phải uống cho thật say đó nha. Dĩ nhiên rồi, uống rượu thì phải uống cho say chứ. Dạ, của quý khách đây. Dạ, mời quý khách. Khách nha. Cạn. Cạn. Tiếng xong rồi. Bây giờ chúng ta đi vô uống nữa đi. Hôm nay ta phải uống. Ta chưa có xài đâu. Ta muốn uống nữa. Ta chưa có xài. Huynh đệ chúng ta đều giống như nhau. Bây giờ vô uống tiếp đi. Có ai xài gì đâu. Phải uống rượu tiếp đi chứ. Mình uống rồi. Uống đi. Uống rồi. Uống. Cạn. Cạn đi. Uống nữa. Uống tiếp đi. Uống. Nè, Võ Sơn, sợ quá, ông muốn yếu quá, tôi cũng tiêu rồi, ông muốn yếu quá. Chưa say mà ngủ, Dương Chung, vậy uống tiếp đi. Chưa có say mà ngủ, phải uống tiếp chứ. Dương Chung, vậy huynh đệ chúng ta phải uống tiếp. Chưa say mà Dương Chung. Dương Chung. Dương Chung.
Động cơ thấp hèn, mưu cầu trục lợi cho bản thân mà ngươi dám dùng gian kế bán đứng nghĩa tàu khang của bạn mình, tội ấy phải chiếu theo luật trừng phạt, không thể tha. Võ Sơn, chỉ vì một phút yếu lòng bị khích bác mà ngươi nỡ đem tình cảm vợ chồng thiêng liêng để mà đi đánh cược, thật là đáng trách. Từ sai lầm này dẫn đến sai lầm khác, thay vì chịu mang tiếng xấu với đời mà đứng ra tố giác Dương Chung, thì ngươi lại chọn con đường lún sâu vào tội lỗi, lấy máu trả máu, làm chết qua một mạng người. Tội này không hề nhỏ, còn tên sát thủ kia cũng sẽ bị xử tội vì tội sát nhân theo khung hình phạt cao nhất. Quen anh mình quá, tội quá ha. Đúng rồi, mình hợp lý.